Thi Thiên 41. Phước cho người nào đối thương kẻ khốn cùng. Trong ngày tai họa, Đức Giê-hô-va sẽ giải cứu người ấy. Đức Giê-hô-va sẽ gìn giữ và bảo tồn mạng sống người. Người ấy thật được phước trên đất, và Chúa không phó người cho ý muốn của kẻ thù mình. Đức Giê-hô-va sẽ nâng đỡ người ấy khi nằm liệt trên giường bệnh. Trong lúc ốm đau, Chúa sẽ chữa lành mọi bệnh tật cho người. Con thưa với Chúa, Đức Giê-hô-va ơi, xin thương xót con, xin chữa lành con vì con đã phạm tội với Ngài. Kẻ thù của con nói những lời độc ác rằng, chừng nào nó sẽ chết, khi nào danh nó bị diệt. Mỗi khi chúng đến thăm con, chúng nói những lời dối trá, lòng chúng chứa đầy gian ác, rồi chúng đi ra bêu ríu khắp nơi. Tất cả những kẻ ghét con đều sầm xì nghịch con. Chúng âm mưu hại con và nói, nó mắc một chứng bệnh hiểm nghèo, nó nằm liệt, sẽ chẳng trỗi dậy được đâu. Đến nỗi người bạn thân mà lòng con tin cậy, từng ăn bánh của con, cũng giơ gót lên nghịch với con. Đức Giê-hô-va ơi, xin thương xót con và nâng đỡ con, thì con sẽ báo trả chúng. Vì kẻ thù không thắng hơn con, nên con sẽ biết Chúa hài lòng con. Chúa nâng đỡ con vì con liêm chính. Ngài lập con đứng vững trước mặt Chúa đời đời. Đáng chúc tôn Giê-hô-va Đức Chúa Trời của Israel, từ trước vô cùng cho đến đời đời. Amen. Amen. 1 Ti-mô-thê đoạn 5. Đừng nặng lời quở trách người già cả, nhưng hãy an ủi họ như cha, cư xử với các thanh niên như anh em, các bà cao tuổi như mẹ, các thiếu nữ như chị em, với tất cả sự thanh khiết. Hãy kính trọng những quả phụ thật sự quá bụa. Nếu một quả phụ có con hoặc cháu, thì trước hết con cháu phải học bày tỏ lòng hiếu thảo với chính gia đình mình và báo đáp công ơn cha mẹ, vì điều đó đẹp lòng Đức Chúa Trời. Bà nào thật sự quá bụa, sống một mình, đặt hy vọng nơi Đức Chúa Trời, thì cứ bền lòng ngày đêm cầu nguyện nài sinh. Nhưng quả phụ nào sống xa hoa trị lạc, thì dù sống cũng như chết. Hãy truyền bảo họ những điều này để họ không bị chê trách. Nếu ai không cấp dưỡng cho bà con mình, nên nhất là cho chính gia đình mình, thì người ấy đã chối bỏ đức tin, còn tệ hơn người không tin nữa. Để được ghi tên vào sổ quả phụ, người đàn bà đó phải không dưới 60 tuổi, chỉ có một đời chồng, phải được tiếng khen về các việc nhân đức như nuôi dạy con cái, tiếp đãi khách lạ, rửa chân cho các thánh đồ, cứu giúp người hoạn nạn và dấn thân làm mọi việc thiện. Nhưng hãy từ chối ghi tên những quả phụ còn trẻ, vì khi nhục dục làm cho họ xa rời Đấng Christ, thì họ muốn tái giá. Như thế, họ sẽ bị lên án vì đã vi phạm lời hứa nguyện ban đầu. Thêm vào đó, họ còn học thói ăn không ngồi rồi, la cà từ nhà này sang nhà khác. Đã thế, họ còn ngồi lê đôi mắt xen vào chuyện người khác, nói những điều không đáng nói. Vì vậy, ta muốn những quả phụ trẻ nên lấy chồng, sinh con, quản trị gia đình mình, không tạo cơ hội cho kẻ thù biếu xấu. Vì đã có một vài quả phụ lầm lạc đi theo Satan. Nếu nữ tín hữu nào có quả phụ trong nhà mình thì phải giúp đỡ họ, đừng thêm gánh nặng cho hội thánh, để hội thánh có thể giúp đỡ những người thật sự quá bụa. Các trưởng lão khéo lãnh đạo hội thánh thì càng phải được kính trọng nhiều hơn, nhất là những người chịu khó nhọc trong việc truyền đạo và dạy dỗ. Vì Kinh Thánh dạy, chớ khấp miệng con bò đang đạp lúa, và người làm công đáng được nhận tiền công. Đừng chấp nhận lời tố cáo chống lại một trưởng lão nếu không có hai hoặc ba nhân chứng. Hãy công khai khiển trách những kẻ cứ tiếp tục phạm tội để những người khác phải sợ. Trước mặt Đức Chúa Trời và Đấng Christ Jesus cùng các thiên sứ được chọn, ta khuyến cáo con hãy giữ những lời răn dạy này, không nên thành kiến, cũng đừng làm việc gì vì thiên vị, đừng vội đặt tay trên ai cả, cũng đừng nhúng tay vào tội lỗi của người khác. Hãy giữ mình cho trong sạch. Vì dạ dày của con và vì con thường hay đau yếu, nên con không chỉ uống nước mà hãy dùng một ít rượu.
Tội lỗi của một số người thật rõ ràng, ngay cả trước khi bị xét xử. Nhưng cũng có người về sau tội lỗi họ mới lộ ra. Các việc lành cũng vậy, có việc lộ ra, lại có việc không lộ ra, nhưng về sau cũng không giấu mãi được. Esai đoạn 35. Hoang mạc và đất khô hạn sẽ vui vẻ, đồng hoang sẽ mừng rỡ và trổ hoa như hoa thị tiên. Nó sẽ trổ nhiều hoa và vui mừng, hớn hở trỗi tiếng hát ca. Vinh quang của Liban sẽ được ban cho nó, cùng với vẻ đẹp của Cạc-man và Sa-ron. Chúng sẽ thấy vinh quang Đức Giê-hô-va và sự huy hoàng của Đức Chúa Trời chúng ta. Hãy làm cho mạnh mẽ những bàn tay yếu ớt, làm cho vững vàng những đầu gối run rẩy. Hãy bảo những người có lòng lo sợ rằng: hãy vững lòng, đừng sợ. Này, Đức Chúa Trời của anh em sẽ đến với sự báo thù, tức là sự báo trả của Đức Chúa Trời. Chính Ngài sẽ đến và cứu anh em. Bây giờ, mắt người mù sẽ thấy được, tai người điếc sẽ nghe được. Bây giờ, người què sẽ nhảy nhót như con nai, lưỡi người câm sẽ ca hát vang lừng. Vì có những dòng nước trào lên trong hoang mạc, và các suối tuôn chảy nơi đồng hoang. Cát nóng sẽ biến thành ao hồ, đất khô hạn sẽ biến thành suối nước. Nơi chó rừng đã ở sẽ trở thành đồng cỏ, có sậy và cối. Tại đó sẽ có một đường cái, một con đường gọi là đường thánh. Kẻ bất khiết sẽ không được đi qua, nhưng nó dành cho những người được chuộc. Ai đi trong đường ấy, dù khờ dại cũng không lầm lạc. Tại đó không có sư tử, cũng không có một thú dữ nào đi trên đường ấy. Chẳng ai thấy chúng ở đó. Nhưng những người được chuộc sẽ bước đi trên đường ấy. Những người Đức Giê-hô-va cứu chuộc sẽ trở về. Họ sẽ đến Si-ôn trong tiếng reo hò mừng rỡ. Niềm vui bất tận sẽ ở trên đầu họ. Họ sẽ tràn ngập niềm hân hoan vui mừng, và sự buồn bực than vãn sẽ biến mất. Esai đoạn 36. Vào năm thứ 14 triều vua Ê-xê-chia, thì Sanh-chê-ríp vua A-si-ri lên đánh và chiếm được tất cả các thành kiên cố của Giu-đa. Vua A-si-ri sai Giáp-sa-kê từ La-ki đến Giê-ru-sa-lem với một lực lượng hùng hậu đe dọa vua Ê-xê-chia. Giáp-sa-kê đứng tại cống dẫn nước ao trên, nằm trên đường cái dẫn đến cánh đồng thợ giặt. Bây giờ Eliakim, con trai của Hân-kia, quan quản lý cung điện cùng với thư ký Sép-na và quan thái sử Jo-a, con trai của A-sáp, đi ra gặp Rab-sa-kê. Rab-sa-kê nói với họ: hãy tâu với vua Ê-xê-chia rằng đại đế là vua A-si-ri phán thế này: sự tin tưởng của ngươi dựa vào đâu? Ta hỏi ngươi rằng, chỉ lời nói suông là có thể thay thế mưu lực và sức mạnh để chiến đấu được sao? Bây giờ ngươi cậy vào ai mà dám nổi lên chống lại ta? Này, ngươi dựa vào Ai Cập là cây gậy bằng sậy đã dập, mà ai dựa vào nó thì bị đâm thủng bàn tay. Pharaoh, vua Ai Cập, là như vậy đối với tất cả những ai nương cậy ông ấy. Có lẽ ngươi nói với ta rằng, chúng tôi tin cậy Giê-hô-va Đức Chúa Trời chúng tôi. Nhưng chẳng phải ấy là đấng mà Ê-xê-chia đã dẹp bỏ các nơi cao và các bàn thờ ngài khi truyền cho Giu-đa và Giê-ru-sa-lem rằng: các ngươi hãy thờ lại trước bàn thờ này hay sao? Vậy bây giờ hãy đánh cuộc với chủ ta là vua A-si-ri. Ta sẽ cấp cho ngươi 2.000 con ngựa nếu ngươi tìm đủ số kỵ binh để cưỡi. Ngay cả khi ngươi cậy vào Ai Cập để có chiến xa và kỵ binh, liệu ngươi có thể đẩy lùi được một tướng kém nhất trong số các thuộc hạ của chủ ta không? Hơn nữa, chẳng phải là theo lệnh của Đức Giê-hô-va mà ta lên đánh xứ này để tiêu diệt nó sao? Đức Giê-hô-va đã phán với ta rằng: hãy lên đánh xứ này và tiêu diệt nó đi. Eliakim cùng Sép-na và Jo-a nói với Rab-sa-kê: xin nói với các đầy tớ ông bằng tiếng Aram, vì chúng tôi hiểu tiếng ấy. Xin đừng nói với chúng tôi bằng tiếng Giu-đa, kẻo dân ở trên tường thành nghe được. Nhưng Rab-sa-kê trả lời: có phải chủ ta sai ta truyền mấy lời này cho chủ ngươi và cho ngươi thôi sao? Chẳng phải cũng truyền cho những người ngồi trên tường thành kia,
là kẻ sắp phải cùng các ngươi ăn phân uống nước tiểu mình sao? Thế rồi Rapsake đứng dậy, dùng tiếng Juda mà nói to lên rằng: hãy nghe lời phán của đại đế là vua Assyri. Vua phán thế này: đừng để vua Ezechia lừa dối các ngươi, vì vua ấy không thể giải cứu các ngươi đâu. Cũng đừng để vua Ezechia khiến các ngươi tin cậy Đức Giê-hô-va khi nói rằng Đức Giê-hô-va chắc chắn sẽ giải cứu chúng ta cùng với thành này và sẽ chẳng phó nó vào tay vua Assyri đâu. Đừng nghe Ezechia, vì vua Assyri phán thế này: hãy làm hòa với ta và ra hàng, thì ai cũng sẽ được ăn trái nho, trái vả và uống nước từ hồ chứa của mình, cho tới khi ta đến và đem các ngươi vào một xứ như xứ các ngươi, tức là xứ có ngũ cốc và rượu mới, một xứ có bánh và vườn nho. Hãy coi chừng, kẻo Ezechia dỗ dành các ngươi mà nói rằng Đức Giê-hô-va sẽ giải cứu chúng ta. Vậy có thần nào của các nước đã giải cứu xứ họ khỏi tay vua Assyri được không? Các thần của Hamat và Akbat ở đâu? Các thần của Sê-phạt-va-im ở đâu? Các thần ấy có giải cứu Samari khỏi tay ta được không? Trong tất cả các thần của các xứ này, có thần nào đã cứu xứ mình ra khỏi tay ta chưa? Vậy, làm thế nào Đức Giê-hô-va cứu nổi Jerusalem khỏi tay ta? Họ im lặng, không đáp lại một lời, vì lệnh vua đã truyền: các ngươi đừng đáp lại hắn. Eliakim, con trai của Hinkia, quan quản lý cung điện, cùng thư ký Sepna và quan thái sử Joa, con trai của Asaph, xé áo mình ra, trở về gặp vua Ezechia và thuật lại những lời của Rapsake.